Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào toàn thể chư vị thiền hữu tri thức gần xa. Hôm nay chư vị có khỏe không? Con kính chúc chư vị một ngày mới an lành, thật an lành. Hôm nay một buổi sáng rất là đẹp, trời nhẹ và mát. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2018. Con đang ngồi tại lầu 3 chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Hôm nay con trân trọng đến với quý vị một mẫu chuyện thiền khá ngắn gọn và thú vị như sau. Chuyện kể rằng Linh đã đầy rồi thì làm sao rót được nữa hả? Cũng vậy, khi tâm ngài đã đầy chặt, tôi không thể rót thêm chút thiền nào vào tâm ngài được nữa. Vào thời ấy, một vị thiền sư lỗi lạc tên là Na In tiếp một vị giáo sư nổi tiếng của một trường đại học nọ tới viếng thăm. Vị thiền sư nhẹ nhàng chủ động nhấc tách trà trước và rót. Vị giáo sư nâng ly trà, hồi hộp tập trung đợi. Rót đến khi nào mà trà gần đầy ly thì hốt hoảng vị giáo sư nói là trà đã đầy ly, không thể rót được nữa. Và thiền sư nói cũng vậy, kiến thức của ông đã đầy tâm, tôi không thể rót vào lòng ông thêm một chút thiền nào nữa. Bài học thú vị được rút ra là gì? Dĩ nhiên câu chuyện đã kết thúc ở đó rồi nhé. Đây là cái hiệu của con. Trước khi đến với cái ý nghĩa câu chuyện, con xin hỏi, con xin đốt chứ vậy, tại sao vị thiền sư cố tình rót đầy đi trả? Có phải vì tâm của vị giáo sư đã đầy kiến thức? Có nghĩa là sở hữu quá nhiều hiểu biết kiến thức là không tốt chăng? Không. Vị thiền sư thừa biết vị giáo sư để dạy dỗ người khác, để trở nên nổi tiếng như vậy thì hiểu biết đã đến giường nào rồi mà. Tại sao phải thể hiện qua ly nước đầy và nói một câu dư thừa như vậy anh chứ? Phải không nào? Như vậy tại sao cố tình rót đầy ly nước như vậy? Như thế này nhé, bởi vì hiểu biết kiến thức thật nhiều là không có vấn đề gì cả. Nhưng để cho kiến thức hiểu biết đó nó làm cho cái tôi mình thật nhiều, đầy dạy kiến thức thì không sao, nhưng đầy dạy cái tôi qua kiến thức đó là không tốt. Yes. Đó lý do vì sao mà vị thiền sư đã ý thức trước khi mà thái độ tâm của vị giáo sư đến không cởi mở và có một thái độ không sẵn sàng lắng nghe mà là muốn chứng tỏ hiểu biết của mình, cho nên vị thiền sư mới có một cái thân hình qua một hành động rằng đừng có đánh đồng vào kiến thức của những gì ngài đang hiểu biết, bởi vì những thứ đó không phải là chân lý. Nếu ngài cho nó là chân lý, chúng ta sẽ ngồi tự lộn, tranh cãi và cuộc nói chuyện này là vô ích. Vì tôi muốn ngồi thưởng thức một cái hoa đẹp, một cái mát nhẹ buổi sáng, tốt hơn là tới để ngồi nghe ngài lý luận những thứ mà ngài chưa thực sự trải nghiệm. Nếu mà ngài muốn học thì chúng ta hãy một cách rộng mở lòng ra và chúng ta thưởng thức ly trà và chạm vào cái đạo ngay đây và bây giờ, hơn là cái đạo mà tích lũy qua những thông tin đã như những sắc mía không còn nước. Đó không còn là đạo. Đó là câu chuyện của vị thiền sư mấy trăm năm trước với vị giáo sư đã đầy kiến thức và với cái tôi đã đầy qua những kiến thức đó thì không lắng nghe được một chút thiền nào nữa. Trường hợp của con ngày nay cũng là một kẻ xuất gia đầu trần chân đất, tứ hải giai huynh đệ
lấy trời đất làm nhà, cũng đang học cái hạnh tứ đại giai không, thì lấy đâu nữa một cái tôi riêng biệt để so sánh và hơn thua với đời. Nhưng khi con trở về nhà thì thấy những người thân bằng quyến thuộc, bạn bè trang lứa ngày xưa, những người mà gọi mình bằng mày, người ta không thể tiến đến con để gặp gỡ, bởi vì người ta khó gọi bằng thầy. Ngày xưa vị giáo sư đầy kiến thức, khó cúi đầu rộng mở trước một vị thiền sư. Thì hôm nay thân bằng quyến thuộc, bạn bè của con ngày xưa gọi bằng mày, bây giờ khó tiến tới bởi vì không muốn gọi bằng thầy. Quá nhiều hiểu biết về đạo, nhưng hiểu biết đó là của người khác và cho nó là chân lý, thì mình sẽ không lớn thêm một chút nào ở trong đạo. Hoặc là không có hiểu biết một chút gì về đạo và không có nhu cầu lớn lên trong đạo, thì cũng không thể học thêm một chút gì về đạo. Ở người thành thị hiểu biết thì quá nhiều kiến thức về thiền, về tu, và vô tình học đạo để lý luận về đạo. Hoặc là nhiều ở cái vùng sâu xa biên địa hà tiện, không biết gì về đạo, và rót một chút nào ở bên tay này lọc qua tay kia, hoặc là trong ly đó đã quá nhiều ô nhiễm của sân hận, của tham lam, thì rót vào cũng vô giá trị. Hai ly nước, ly đã đầy kiến thức cái tôi, và ly kia cũng đầy cái tâm tham dục, sân hận, ái nhiễm, hoặc là đầy những cái hạnh phúc của thế gian, người ta không có nhu cầu học đạo, nó đều đầy như nhau cả. Thì hai hạng người đó khó học đạo. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, vị giáo sư nọ là ai vậy? Vị giáo sư nọ chính là mỗi chúng ta đấy. Chúng ta học đạo là cái trường hợp mà chúng ta có nhân duyên thiện căn phước đức, cho nên mới sinh được làm người, mà làm người được học Phật. Nhưng nếu chúng ta học Phật không khéo, là chúng ta lấy những lời của bậc thánh nhân nói ra như là ngôn ngữ, và chúng ta biến nó thành những khái niệm về sự thật. Bậc thánh nhân ngộ đạo thì thấy sự thật bằng thực tại, nhưng khi nói ra thì phải dùng ngôn ngữ. Và chúng ta thu thập những ngôn ngữ đó và lập nên thành một cái hệ thống hiểu biết. Và chúng ta muốn người khác công nhận cái hiểu biết của mình, và chúng ta sắp xếp những hiểu biết đó lại thành một hệ thống thông tin triết học, không cần cầm sách vở một nói ra trước đại chúng, để mong đôi mắt cuộc đời nhìn vào mình một cách ngưỡng mộ rằng mình thông minh. Và thông qua công nhận cái chân lý, cái giác ngộ của một bậc giác ngộ, thì những lời mà ta nói ra, những cái lời giác ngộ đó, họ cũng cảm kích, cung kính và ngưỡng mộ ta. Thông qua ngưỡng mộ trí tuệ của bậc giác ngộ mà ta nói, họ cũng ngưỡng mộ ta. Cái đó gọi là hùng mượn oai hổ. Nên vị giáo sư đã đến với vị thiền sư với một thái độ rằng: tôi biết ngài lỡ lạc, nhưng mà tôi tới không phải để nghe ngài dạy dỗ đâu nha, tới để mà đọ ván với ngài đấy, rằng nếu như mà tôi không nhiều kiến thức hơn ngài thì chỉ ít tôi cũng không có phải thua ngài, kém ngài xa đâu. Khả năng lỗi lạc của ngài thì tiếng tâm của tôi cũng tương ứng như vậy, nên người ta cung kính ngài bao nhiêu thì thực ra tôi cũng khá được người ta ngưỡng mộ bấy nhiêu đấy. Cũng giống như vậy, thì chúng ta học Phật, nhưng nếu chúng ta
thấy những gì mình học là những gì mình đạt, mình trải nghiệm, nó là một sai lầm. Bởi vì văn là nghe, nó còn đến tư duy và tu hành là còn hai bước nữa. Vậy nếu chưa đạt được hai bước kia thì những gì mình nói ra thì mình chỉ mang tính chất chia sẻ của những gì mình nói, mình không đồng hóa những gì mình lượm là thành tài sản sở hữu của riêng mình. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần vị giáo sư ấy ý thức rằng con đã học như thế này, thế này, thế này, con chưa có trải nghiệm giống như ngài, xin ngài chỉ giáo và dạy thêm cho con, thái độ đó là đúng. Nhưng đồng hóa với những gì mà mình lượm lặt là của mình là sai. Vị giáo sư đó trong mọi con người của chúng ta ngày nay học đạo thì chúng ta cẩn thận những gì mình học được, mình chưa hành được, hoặc là mình đang hành, với những gì mình đạt được, nó của mình. Hai cái đó phải phân biệt rõ ràng ra. Đó là bài học thứ hai. Bài học thứ ba là chúng ta thấy trong những mối quan hệ của cá nhân với cá nhân với gia đình với gia đình, và trong xã hội, và trong quy mô của một đất nước trên thế giới, lúc nào cũng xảy ra chiến tranh, lúc nào cũng xảy ra cự cãi, hơn thua, mâu thuẫn. Vì sao? Trong kinh Samyuttaya Nikaya, vị đại đức đệ tử của Thế Tôn mới trả lời một vị cư sĩ nọ, tại sao người ta cự cãi nhau ở ngoài đời là bởi vì người ta hơn thua vì dục vọng. Ta có quá nhiều tham lam, ta muốn tranh giành phần hơn cho mình. Yes. Nhưng rồi tại sao những người đi tu đạo từ bỏ cuộc đời vẫn hơn thua, cự cãi? À, dù người ta đó không còn dục vọng nhiều về hưởng thụ cuộc đời, nhưng mà người ta có một cái định kiến khá là sâu dày ở trong những cái hiểu biết, niềm tin của họ. Ta thấy tôn giáo nè, ta thấy pháp môn này, pháp môn nọ này cự cãi nhau không? Bởi vì ta chấp những thứ mà mình lượm được thành của mình. Và như vậy thì ta tiến đến với nhau, nó không còn là một không gian để một mối quan hệ đích thực được biểu hiện nữa. Một thành viên đến với một thành viên mà không đến bằng một sự sống, bằng một không gian mở lòng mình ra, thì đến bằng một cái gì? Đến bằng quá nhiều những hiểu biết, đến bằng quá nhiều những cái niềm tin, những thứ mình chất chứa ở trong lòng. Thì mình đến để chi? Để mong người khác nhận ra mình. Và thông qua sự nhận ra đó, một là mình nhiều hơn họ, để mình thấy mình giàu hơn, mình đẹp hơn, mình sang hơn, mình thông minh hơn, để mình tự tôn. Hoặc là mình thấy mình ít hơn họ, để mình làm nạn nhân, mình đau khổ hơn, mình nghèo hơn, mình xấu hơn, mình khờ dại hơn. Như vậy, con người không còn là những mối quan hệ nữa. Đấy. Con người chỉ còn là những sự so sánh khi thông qua một ai đó để mình là một ai đó. Thông qua một ai đó để mình thành một ai đó thì con người chỉ đến với nhau bằng hai thứ. Một là tham, hai là sợ. Đến với họ bằng cái lòng tham thì để bóc lột họ. Đến với họ bằng lòng sợ thì chạy trốn khỏi họ hoặc là tấn công họ. Như vậy thì ta chưa bao giờ thực sự có một mối quan hệ đích thực nào với con người hay với thiên nhiên. Chúng ta đến để bóc lột, hay đến để chạy trốn hay tấn công. Nếu sống một đời như vậy thật oan uổng cho một kiếp người. Vậy nên mỗi chuyện ở đây cho ta một ý nghĩa sâu sắc, rằng ta chỉ đơn thuần là một sự sống, như một cái hoa đẹp, như một cơn gió mát, như một ánh mắt bé thơ, như một tiếng meo của một con mèo, như một tiếng chim kêu. Tất cả nó làm nên chúng ta đấy. Hơi thở này cũng vậy. Ta không thể sống mà không có mối quan hệ với con người, hay quan hệ với thiên nhiên, hay quan hệ với mọi thứ làm nên ta. Ta được làm từ những thứ không phải ta.
trong đó ta là tất cả. Vậy làm sao ta có thể sống như một ốc đảo mà không có một mối quan hệ đích thực nào? Ta chỉ là một cái tôi khô cứng á, đã chết từ lâu mà chưa chôn xong, nếu như ta không có thực sự một mối quan hệ nào. Vậy nếu ta đang đến dưới thế giới bên ngoài kia bằng cái sợ, bằng cái tham, thì ta đang chết rồi vậy. Nếu ta đến được với thế giới bên ngoài bằng một không gian rộng mở, bằng một sự sống đơn thuần, thì lúc đó ta không có tham và sân. Ta chỉ đơn thuần là một biểu hiện của một sự sống, là một sự hương hiện hữu tinh khôi trọn vẹn vào mỗi phút giây của đời sống. Và ta không có nhu cầu tạo tác, so sánh, đối đãi. Đó là ba cái ý nghĩa mà con cảm nhận được từ cái mẫu chuyện này. Kính chia sẻ đến chư thiền hữu tri thức gần xa, cũng kính mong học được những cái bài học và những ý nghĩa sâu sắc khác từ chư vị. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Kính chư vị một ngày mới thật an lành trong chánh pháp.